Chào mừng các bạn đã đến với Cà phê Không Đường News. Mời các bạn nghe một bài bình luận của tác giả Vũ Linh. Tổng thống Trump đang thắng hay thua? Nếu quý vị là một du khách từ cung trăng mới xuống thăm địa cầu, bất kể là phi thuyền đáp xuống Orange County hay New York City, hay ngay cả Paris, Pompeii, Caracas, vân vân, quý vị sẽ có cảm tưởng như dân Mỹ bị đầu độc bởi thuốc mất trí nào đó, đã đổ xô đi bầu cho một tay vừa khùng vừa bất tài làm tổng thống thế giới. Và ông này đang lôi cả thế giới vào tận thế. Trong tất cả các tổng thống trong lịch sử cận đại của Mỹ, tổng thống Trump hiển nhiên là người vô địch gây tranh cãi, thực sự không ai bằng. Trước đây, báo Feta, Washington Post đã phong cho tổng thống Obama chức vô địch gây tranh cãi, gây chia rẽ. Cho dù ông Obama rất bận bịu suốt ngày lo đi xin lỗi thế giới. Dĩ nhiên, Đảng Dân Chủ và truyền thông đại chúng phụ phục dưới chân ông Obama, và Đảng Cộng Hòa cùng với khối bảo thủ cũng chống khá mạnh. Nhưng cuộc chiến bên và chống tổng thống thời đó có tầm mức của hai băng đảng đánh nhau đầu ngõ so với đại chiến thứ ba ta đang thấy với ông Trump. Vì sự phân hóa quá mạnh đó, nhận định về công tội, thành công hay thất bại đối với Tổng thống Trump không dễ chút nào và tất nhiên sẽ chẳng bao giờ đạt được đồng thuận. Cũng ít ai dám vỗ ngực, tự cho mình là nhận định công bằng nhất. Mở bất cứ tờ báo lớn nào trên thế giới hay bất cứ đài TV nào cũng không khác. Toàn là những tin kinh thiên động địa về tai họa mà Trump đang mang lại cho nước Mỹ và cả thế giới. Như diễn đàn này đã bàn qua, dưới Tổng thống Trump dường như tận thế xảy ra mỗi tuần. Nếu ta theo dõi tin tức qua truyền thông đại chúng của Mỹ cũng như của cả thế giới, ngay cả dân tị nạn ta đầu tấp mặt tối đi cày. Không có thời gian theo dõi hay hiểu tiếng Anh của New York Times hay CNN cũng được vài cụ tị nạn chăm chỉ gửi emails mỗi ngày. Thông báo tin tận thế mà họ không hay biết gì. Có điều lạ lùng là làm sao lại có thể có tận thế mỗi tuần được nhỉ? Đã gọi là tận thế thì phải là chấm hết, đúng không? Chưa hết, điều lạ lùng hơn nữa là những cảnh tận thế này đều là hậu quả của vài câu tweet lằng nhằng mà ông Trump hay vài chuyện lắt nhắt về đời tư riêng của ông Trump đã trả bao nhiêu tiền ăn bánh cách đây cả chục năm. Chứ không phải tận thế vì những quyết định khủng khiếp như Trump thả bom nguyên tử san bằng Thượng Hải, hình như chứng minh quyền lực khủng khiếp của ông Trump, vài câu tweet nặng ký hơn cả bom nguyên tử. Cái trò phóng đại quá mức mà một người có tí ti lý trí cũng có thể tưởng tượng được đã là vũ khí phe cấp tiến dùng để tìm cách đánh và lật đổ Tổng thống Trump từ ngày ông này chưa đắc cử Tổng thống. Phe đảng lộ liễu nhất, nhiều khi lố lăng đến độ khôi hài, nhưng lại có không ít người rất hồ hởi, vui mừng với những loại tin bá láp đó. Bức tranh mà thiên hạ được thấy là bức tranh do truyền thông đại chúng tô vẽ từ 2-3 năm nay. Bức tranh đó như thế nào? Theo nghiên cứu của Đại học Harvard, hơn 90% là bất lợi cho Tổng thống Trump. Nghĩa là truyền thông đại chúng đã không còn là một công cụ thông tin trung thực nữa, mà đã trở thành lực lượng xung kích trong mưu đồ lật đổ một tổng thống đã được dân bầu một cách chính danh và hợp hiến. Truyền thông đại chúng có nhận thấy tính phe đảng của mình và có ăn năn hối cải không? Có. Họ nhìn nhận họ rất phe đảng và không, họ không e ngại hay ăn năn gì hết. Trong một buổi họp với nhân viên, chú bút New York Times bị thu âm lén đã công khai nhìn nhận báo đã có khuynh hướng chống Trump quá đà. Nhưng ông khẳng định việc đó bán được báo, cứ thế mà tiến tới thôi. Dĩ nhiên, không ai đòi hỏi truyền thông đại chúng phải trở lại trạng thái trung dung, công bằng của thời xa xưa. Kẻ này chỉ muốn giống tiếng chuông báo động cho những người theo dõi tin tức từ truyền thông đại chúng, ý thức rõ họ đang theo dõi tin một chiều của phe chống Trump, chứ không phải là những tin trung thực đáng tin cậy nữa. Cái hình ảnh mà truyền thông đại chúng phổ biến là hình ảnh một tổng thống với những thói hư tật xấu,
những thất bại, sai lầm, những nói láo, bốc phét, những bất nhất, những vi phạm luật pháp, những gì gì đó mà diễn đàn này không đủ chỗ viết hết. Một cụ tị nạn viết một bài phân tích và được vài cụ tị nạn khác hồ hởi phổ biến cùng khắp hệ thống email. Đại khái, cụ này long trọng tố cáo Tổng thống Trump phạm 9 đại tội đáng tru di cửu tộc, mỗi tội phải tru diệt một đời con cháu. 1. Nghĩ mình vô cùng quan trọng. 2. Tưởng mình thành công. 3. Tin mình là đặc biệt. 4. Nghĩ là những người khác ngưỡng mộ mình. 5. Nghĩ mình có quyền được hưởng xét. 6. Lợi dụng liên hệ cá nhân. 7. Không thèm biết nỗi đau của người khác. 8. Ghen tị với người khác. 9. Kiêu ngạo và phát lối. Nghe như lời khiếu nại của một anh vô danh tiểu tốt, bực mình với thân phận nhỏ bé của mình so với một tổng thống. Câu hỏi cho quý độc giả: trong 9 đại tội đó, tội nào ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia, an toàn cả nước, cán cân ngoại thương, thị trường chứng khoán, trị giá của đồng đô trên thế giới, công ăn việc làm của dân Mỹ, tiền đi bác sĩ, mưu đồ bá chủ trên thế giới của họ Tập, kế hoạch tái dựng lại đế quốc Liên Xô của Putin, vấn nạn khủng bố Hồi giáo quá khích, việc cản di dân lậu, tình trạng phân hóa chính trị Mỹ, nữ quyền, vân vân. Có phải đó là tất cả những đại tội mà những người chống Trump phải bóp chán gần vỡ đầu mới nghĩ ra được không? Có phải đó là những tiêu chuẩn để bầu và lượng định tổng thống không? Nếu đúng vậy thì xin lỗi, tiêu chuẩn thẩm định một tổng thống của tôi hơi khác. Điều mà truyền thông đại chúng không giải thích cho rõ là tại sao hơn 60 triệu dân Mỹ lại có thể ngu như vậy được. Chẳng những đã bầu, mà cho đến bây giờ vẫn tiếp tục hậu thuẫn mạnh cái ông thần của đại họa này sao? Tại sao lại có thể không thấy bao nhiêu cái dở, cái xấu mà truyền thông đại chúng đã công lưng khổ sở, trình bày và giải thích từ hơn 2 năm qua? Nếu truyền thông đại chúng không hiểu, kẻ này xin giải thích lại dùng. Thứ nhất là việc các cử tri tiếp tục ủng hộ Tổng thống Trump là do phản ứng ngược. Nếu truyền thông đại chúng công bằng hơn, có công tâm hơn, thì có nhiều hy vọng người đọc báo, nghe radio, coi TV sẽ tin hơn. Chứ nếu chỉ lo đến Tổng thống Trump tới hơn 90%, thì chưa đọc báo, họ đã biết Trump sẽ bị đánh rồi. Cùng lắm, họ tò mò muốn đọc để xem bị đánh kiểu gì. Việc thông tin một chiều có thể hiểu được nếu là một bài báo quan điểm hay của một diễn đàn của một hội nhóm riêng của những người cùng quan điểm, nhưng không thể là một cơ quan ngôn luận thông tin với tầm vóc quốc gia. Thứ nhì là cái đám cử tri của ông Trump mà bà Hillary và phe cấp tiến miệt thị coi như là một đám lính thợ hay dân ruộng vô học, tệ hại hết thuốc chữa. Thật sự đã không ngu dốt, u mê như phe cấp tiến nghĩ. Họ mở mắt ra nhìn, thấy mình có công ăn việc làm, có được đồng lương nhiều hơn là tiền trợ cấp thất nghiệp, thấy đóng thuế ít hơn trước, thấy có những biện pháp bảo vệ an ninh cho họ chống khủng bố, chống di dân phạm pháp, thấy không bị bắt đóng thuế mua bảo hiểm y tế. Vậy là đủ để họ chọn người lãnh đạo. Và họ chính là cái đa số thầm lặng quyết định bầu cử tổng thống ở Mỹ, chứ không phải là các báo cấp tiến. Những cụ sống bằng trợ cấp chưa bao giờ phải đóng xu thuế nào, nằm nhà lãnh Medicare hay Medicaid, thì dĩ nhiên chẳng thấy Trump làm ra trò trống gì, mà tối ngày chỉ run rẩy sợ Trump cắt trợ cấp nên nhắm mắt đến Trump chết bỏ. Thứ ba là thật sự Tổng thống Trump đang thắng mà lại thắng hơi nhiều, mà khối cử tri của ông Trump nhìn thấy rõ, cho dù phe ta cảm thấy khó chịu, cố khỏa lấp. Thật vậy, hãy nhìn thử thành tích cụ thể của Tổng thống Trump xem. Obamacare, ông đã chặt được một chân, còn chân kia sẽ tự động ung thối trong ít năm nữa nếu không chữa trị. Kinh tế, cả nước đóng thuế bớt đi, không kể những người từ hồi nào đến giờ, chẳng đóng xu thuế nào. Những việc làm mà Tổng thống Obama hô hoán mất luôn không bao giờ trở về, thật ra đang ào ào trở về. Hàng trăm tỷ đô vượt biển đi tị nạn thuế ngoài nước cũng đang trở về Mỹ, giúp xây nhà máy,
mở hãng xưởng. Mở hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho dân, cả ngàn thủ tục luật lệ kinh doanh rườm rà, chỉ giúp cho đám công chức có thêm nhiều cách ăn hối lộ đã bị thu hồi. Kinh tế đang tăng trưởng mạnh đến độ phải tăng lãi suất để kềm hãm bớt lại. Tỷ lệ thất nghiệp chưa bằng một nửa mức trung bình của 8 năm Obama. Số người sống nhờ trợ cấp hay phiếu thực phẩm giảm cả triệu. Thâm thủng mậu dịch, bạc ngàn tỷ có triển vọng giảm mạnh qua những thuế quan công bằng của Mỹ hơn. Ngoại giao, Trung Cộng đang bị đánh như đòn, mất cả ngàn tỷ chứng khoán trong vài tháng qua. Đến độ phải gửi một phái đoàn qua Mỹ năn nỉ xin điều đình. Việt Nam thấy hết tàu lạ lãng vãng ngoài khơi nữa. Nga đã đề nghị bàn luận về giảm giới vũ khí nguyên tử mới. Bắc Hàn đã nói chuyện và ngưng thử nghiệm bom hay hỏa tiễn nguyên tử từ 10 tháng nay, mặc dù Mỹ chưa thu hồi bất cứ điều khoản nào trong cấm vận kinh tế và quân sự. Việc tham chiến của Mỹ tại Iran đã chấm dứt hoàn toàn. NATO cam kết gia tăng ngân sách quốc phòng để chia bớt gánh nặng của Mỹ. Mexico đã đồng ý thỏa ước thương mại mới thay thế NAFTA. Canada và Âu Châu đồng ý điều đình xem xét lại thuế quan với Mỹ. Xã hội, với cả triệu việc làm mới, cả triệu người thoát vòng nô lệ trợ cấp, cảm thấy hãnh diện là người chủ gia đình có đủ sức nuôi gia đình, thay vì chỉ biết ngửa tay xin trợ cấp. Những tục lệ phải đạo chính trị ngớ ngẩn đã dần dần biến mất. Chính trị, nhà nước ngầm đang từ từ bị vật lông vật cắn. Từ các ông Cormac McCabe tới Joseph Brennan, cho dù kế hoạch vớt đầm lầy của Tổng thống Trump không dễ chút nào, trái lại khó trần ai khi đụng phải toàn những tai to mặt lớn lão làng với cả ngàn em út bảo vệ, đảng Dân Chủ và truyền thông đại chúng bao che. An ninh, bao lâu nay không nghe tin khủng bố đánh Mỹ nữa. Di dân lậu vượt biên tự động giảm dù tường chưa xây. Quan trọng hơn, về lâu về dài là hướng đi của ngành tư pháp. Khi hàng trăm quan tòa bảo thủ được bổ nhiệm ở các cấp liên bang, chưa nói tới tối cao pháp viện, sẽ để lại dấu vết bảo thủ trong 2-30 năm nữa là ít, bất kể ai làm tổng thống hay đảng nào nắm quốc hội. Đây là thắng lợi vĩ đại nhất của Tổng thống Trump, mà cắn cấp tiến kinh hãi nhất, mà không làm gì khác được. Đúng như Tổng thống Obama đã nói, bầu cử tất phải có hậu quả, và đây chính là hậu quả lâu dài nhất, để lại dấu ấn lịch sử lớn nhất của việc ông Trump đắc cử. Quý cụ nào nghĩ những việc trên toàn là thất bại, xin vui lòng chỉ giáo, cái rút này xin vẫn tai nghe. Không biết có cụ nào để ý, hình như các cụ chạy theo truyền thông đại chúng, chỉ đến về cá nhân, con người ông Tổng thống, chứ chẳng ai dám bàn về các thành tích về chính sách của ông ta, có phải không? Có một cách khác để nhìn vào thành tích của Tổng thống Trump, có vẻ khách quan hơn, đó là nhìn vào thăm dò về hậu thuẫn của những người đã bỏ phiếu cho ông, họ có hối hận không? Theo thăm dò dư luận từ nhiều cơ quan, cử tri Cộng Hòa bỏ phiếu cho ông Trump cho đến nay vẫn nhiệt tình hậu thuẫn tới mức 85%. Thăm dò có thể sai, giống như bao nhiêu thăm dò đã sai khi tiên đoán bà Hillary sẽ thắng, đúng không? Có thể sai thật. Vậy thì ta nhìn kiểu khác. Với những dữ kiện khác, đó là việc bầu bán trong thời gian gần đây, chuẩn bị cho cuộc bầu quốc hội năm nay. Trước hết, ta thấy nhiều dân biểu, nghị sĩ chống Trump đã tự ý nghỉ hưu hàng loạt vì mất hậu thuẫn quá nhiều. Nổi tiếng nhất là Crocker, Fleck và dân biểu Ryan không ra tranh cử lại được vì hậu thuẫn của họ ngay cả trong khối Cộng Hòa cũng quá thấp, khiến họ khó có thể thắng cử ngay trong nội bộ Cộng Hòa. Thà rút lui trước, đỡ mất mặt hơn là thua đau trong các đầu phiếu nội bộ. Ta còn nhìn thấy gì nữa? Truyền thông đại chúng nhất loạt tiên đoán cơn tsunami xanh của Dân Chủ sẽ nhấn chìm đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cuối năm nay. Có thật không? Cho đến nay, dường như tiên đoán của truyền thông đại chúng cũng không khác những tiên đoán của họ trước ngày bầu cử Tổng thống tháng 11 năm 2016. Theo tin báo chí, trong vài tháng qua và trong 9 ứng cử viên dân biểu, nghị sĩ hay thống đốc được Tổng thống Trump công khai hậu thuẫn, thì đã có 8 người thắng cử.
có nhiều người thắng một cách bất ngờ. Trường hợp duy nhất ứng cử viên ông Trump ủng hộ đã thất bại là ông quan tòa Murray. Nhưng ông này thất bại vì hai lý do. Lý do cá nhân, vì ông bị cả chục bà tố tội sách nhiễu tình dục. Và lý do chính là ông này thật ra không phải là người của Tổng thống Trump. Ông Trump ủng hộ cho một ứng cử viên khác trong nội bộ Cộng hòa. Nhưng ông này ít ai biết. Nên khi ông Moore ra tranh cử chống ông Dân Chủ, thì Tổng thống Trump miễn cưỡng ủng hộ ông Moore. Nghĩa là khối cử tri trung kiên của Cộng hòa vẫn nhất loạt ủng hộ Tổng thống Trump và bầu cho những người công khai hậu thuẫn cho Tổng thống Trump. Anh nhà báo da đen William của Fox News, anh này là tiếng nói trái chiều trong Fox, chuyên môn chống Trump và binh vực dân chủ, dõng dạc viết khối đa số của Trump là giả tạo. Hả? Giả tạo? Thế thì ai đang ngồi trong tòa bạch ốc? Chắc lại là một tay gián điệp được Putin lén gài vào. Cái khối truyền thông đại chúng hiển nhiên là đang ở trong cái mà các nhà phân tâm học gọi là trạng thái chối bỏ, tức là trạng thái chối bỏ sự thật, kiểu như đà điểu vùi đầu dưới cát vì không muốn hay không dám nhìn sự thật. Anh nhà báo cấp tiến nặng Dioni dè biểu lời nói của Trump không mua được bữa ăn cho dân lao động. Vậy sao? Hình như anh nhà báo này không đọc báo, không biết tỷ lệ thất nghiệp xuống đến mức thấp nhất từ cả 40 năm nay, hay là tại vì trong cái nhìn của phe cấp tiến, chỉ có tiền trợ cấp hay tiền thất nghiệp thì mới thực sự là tiền mua được bữa cơm, trong khi tiền lương thực chỉ là tiền mã cúng ông bà. Báo phe ta, Washington Post cho biết 63% dân Mỹ không ủng hộ Tổng thống Trump. Báo tị nạn hí hửng thông ngôn chạy tít khổng lồ theo. Vậy chứ, theo Washington Post thì tháng 10 năm 2016, một tháng trước bầu cử Tổng thống, bao nhiêu dân Mỹ ủng hộ ứng cử viên Trump vậy? Hình như Tổng thống không phải được bầu qua thăm dò của các báo phe ta thì phải. Thực tế mà nói, cho đến bây giờ, việc những ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ đã chiến thắng, dĩ nhiên là tin vui cho Tổng thống Trump, nhưng chưa chắc đã là tin mừng cho Đảng Cộng Hòa và ngay cả cho Tổng thống. Những chiến thắng này chứng minh khuynh hướng ủng hộ Trump đang có thế mạnh trong nội bộ Đảng Cộng Hòa. Nhưng khi ra bầu bán thật trong ứng cử viên của Dân Chủ thì chưa chắc khối này sẽ thắng. Tất cả tùy thuộc vào hai yếu tố: số cử tri Cộng Hòa đi bầu và lá phiếu của khối độc lập không đảng phái. Thông thường, trong các cuộc bầu nội bộ sơ khởi, chỉ các cử tri hăng hái nhất mới chịu khó đi bầu. Do đó, khuynh hướng cực đoan thường có nhiều hy vọng thắng, bất kể tả hay hữu. Trong khi lại không có lá phiếu của các cử tri độc lập, vấn đề là những chiến thắng của phe ủng hộ Tổng thống Trump trong nội bộ Cộng hòa sẽ có khả năng mang lại chiến thắng cho Đảng Cộng hòa hay cuộc bầu cử quốc hội tới hay không? Đây chính là câu hỏi mà chưa ai có câu trả lời. Nhìn vào thực tế thì hiển nhiên, các chính sách của Tổng thống Trump đang đạt được thành quả rõ rệt, nhưng một phần không nhỏ đã bị những đánh phá tàn bạo của truyền thông đại chúng xóa đi hay che giấu một phần lớn. Cũng thực tế mà nói, không ai có thể coi thường ảnh hưởng của những phe tấn công triền miên, nhất loạt của truyền thông đại chúng. Số người dân lương thiện sẵn sàng tin tưởng vào truyền thông đại chúng cũng không phải là nhỏ. Nước chảy, đá mòn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin nóng được phát trên kênh Cà Phê Không Đường News. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để đón xem những video khác của Cà Phê Không Đường News.